Vâng, đang nghe em test cặp E715 bằng bộ kéo đẩy pin 1500 Mach 2, 1800 Mach 2. Đấy, công suất 175W. Các bác mà để ý thì thường sẽ thấy là em thử sạc pin ga, em thử những âm ly công suất rất là nhỏ. Để cho các bác thấy là cái dòng sạc pin này độ nhạy tốt cho nó thì chơi âm ly cũng rất là dễ. Ngại nhất là những cái ông to mà đường kính bát to, thùng lớn ăn công suất. Nhiều khi tìm được chiếc âm ly mà cái phần âm sắc nó phù hợp thì công suất nó lại đuối. Mà tìm được cái âm ly ấy, mà công suất nó phù hợp thì âm sắc nó lại kém. Rất là khó. Nhưng mà với những dòng sạc pin thì không những dòng 440, kể cả dòng 30 cũng vậy rồi nhá các bạn. Chơi rất là dễ chơi. Đấy, anh em đánh âm ly Nhật thoải mái. Mà vì đánh được âm ly Nhật thì lại có rất nhiều lựa chọn, bởi vì âm ly Nhật nó nhiều dòng bình dân. Lô này em về cả bát 40 cả bát 30 nhé. Đây là bát 30 AT12 này. Đấy, anh em nhìn nhé, đôi em đang xếp ra chiều dọc. Và các bác thấy là sẽ có nhiều bác là hỏi tại sao gần cái này màu lại khác gần này. Bởi vì tất cả những cái dòng sạc pin này ấy, thì gần đều phải thay hết. Cái gần này này đều phải thay hết. Và gân thay thì nhiều khi là nó tùy từng lô, người ta sơn màu nó sẽ có sự khác nhau về cái pha màu thôi. Các bạn hình dung thế. Đấy, gân này phải thay hết nhé. Tất cả gân là phải thay hết, không ảnh hưởng gì cả, bắt buộc phải thay thôi, bởi vì dùng thời gian là nó sẽ tự mùn. Đấy, các bác nhìn nhé, ví dụ cặp RE38 này gân nó khác màu này, cái này cũng khác, nhưng mà nó theo cặp. Đó, nó giống cặp, giống màu nhau. Đây là AT15 này, E715 này. Cặp em đang quay cho các bác là cặp E715 ấy, thì nó có rất là nhiều ưu điểm mà anh em thích. Thứ nhất là nó chơi được đa năng. Các bác có thể nghe nhạc, hát karaoke. Và cái dòng E và dòng LS là hai dòng áp chót thì em có chia sẻ các bác là nó thứ nhất là trầm nó tốt rồi, cái thứ hai là trung âm của nó cũng rất là ấn tượng. Và đây là một trong những cái cặp, một trong những cái mã mà các bác chơi các bác gần như không phải thêm cái gì cả, tức là không phải mua thêm loa ấy. Tức là không phải thêm bổ trợ lời hoặc là không thể xem sút, bởi vì những cái dòng em đang quay các bác là nó dư hết rồi, nó dư cả rồi. Đấy, E715 các bác nhé. Rồi, các bác nào có nhu cầu sử dụng E715 thì điện cho em. Lâu này em về được mấy đôi đấy, các bác tha hồ chọn.